Dạ, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi nha các bạn. Hôm nay Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi lên cho các bạn 3 chiếc nha. 2 chiếc Cross, 1 chiếc Touring các bạn ơi. 3 chiếc xe rất đẹp luôn các bạn. Đó. Đây có một chiếc Cross này. Chiếc Cross này dành cho anh chị, cô chú nào có chiều cao mà khiêm tốn tí nha. Nó từ 1m5 tới 1m6 chạy rất đẹp rồi. Đó. Chiếc Bensoulay của Mỹ đây. Rồi chiếc Louis Gardner, chiếc Ford. Hôm nay em sẽ lên giá cũng rất là mềm nha các bạn ơi. Rồi các bạn theo dõi nha. Em sẽ báo giá từng chiếc cho các bạn nha. Đó, 3 chiếc rất đẹp nha các bạn. Chiếc Bensoulay chất lắm các bạn. Rồi. Trước khi vào nội dung chính, em cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nha các bạn ơi. Rồi một ngày làm việc thật là hiệu quả nha. Đây, đầu tiên là con Bensoulay này. Con Bensoulay này màu trắng ngọc trai. Cái tem của nó là tem răng ri nha các bạn, rất đẹp luôn. Em này là đi một bộ tay lắc của Shimano Sora nha các bạn. Shimano Sora. Đó, Shimano Sora là đây là double này, hai dĩa nè, 9 líp nè. Hai dĩa 9 líp nha. Đó, đây, cái tay lái cũng có Bensoulay nha các bạn. Tay lái Bensoulay, công tăng cũng Bensoulay luôn. Em này nhìn rất ngầu các bạn. Đó, em này nhìn rất ngầu nha. Đây, Bensoulay đây. Đó. Cái này 1m5 chạy được rồi các bạn ơi. Nè. Cho các bạn coi cái size của em nó nè. Đó, cái size em nó đứng là có 44 nha các bạn. Đứng là 44 và ngang có 49.8, coi như 50 đi. Đứng 44, ngang 50. Đó, 1m5 tới 1m6 chạy ok rồi nha. Tức đẹp nha các bạn. Đây, cái logo Bensoulay này. Những cái miếng này để chặn chặn dây cũng còn y nguyên luôn nha. Đây, cái càng thắng nhôm trắng Shimano, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, cục gơm nè, gơm Techo này còn y nguyên luôn nha, rất đẹp. Rồi em này đi cặp niền Lasit nha các bạn, cặp niền Lasit, cặp niền 700C tâm inox sơn tĩnh điện nè các bạn ơi. Đầm nè, đầm này có thương hiệu gì để em xem nha. Đầm này cũng Bensoulay luôn các bạn ơi, đầm này cũng Bensoulay luôn nha. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi. Em này là em khung nhôm nha các bạn, khung nhôm và càng nằm càng carbon nha các bạn, càng carbon rất đẹp luôn. Đây, cái càng của nó thiết kế rất đẹp nha các bạn. Ở đây có một cái logo nổi nè. Đây có một cái logo nổi của Bensoulay nha các bạn. Đó. Ở đây là em nghĩ là để gắn những con mắt đó các bạn. Đó, gắn những mắt đo tốc độ nha. Cặp vỏ. Em này được một cái là có một cặp vỏ rất xịn nha các bạn ơi. 725C. 725C các bạn. Các bạn coi cặp vỏ nè. Đó, em quay rất chi tiết. Các bạn nhìn cái vỏ này các bạn. Gài của em nó nè. Rất là mới luôn các bạn ơi. Đó, cặp vỏ rất mới luôn. Đây, cái càng này các bạn ơi, rất đẹp nha. Em sẽ quay rất là chi tiết các bạn. Bensoulay màu trắng. Đây, cái tem của em nó nè. Cái tem nước Bensoulay gần ri, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, chiếc xe cực đẹp luôn. Cúc yên này, cúc yên nhôm đen đây. Cúc yên nhôm đen nha. Cúc yên nhôm đen nè, để em lấy nét lại xíu, hơi mờ các bạn ơi. Đây, yên thể thao nha các bạn ơi, yên thể thao, cúc yên nhôm đen. Đó, vỏ trước vỏ sau em này lại đều là vỏ của Bensoulay nha các bạn. Đây các bạn ơi, nè, 725C nè. Để em kiếm cái tên đó cho các bạn xem. Đây, tên này các bạn ơi, các bạn thấy rõ không? Đó, Bensoulay nha các bạn. Các bạn nghĩ đi, một chiếc xe mà còn một cặp vỏ zin theo xe của Bensoulay vậy mà nó còn mới vậy, các bạn nghĩ chiếc xe này chạy nhiều không các bạn? Chiếc xe này chạy cực ít luôn. Các bạn nhìn cái niền các bạn cũng hiểu rồi. Đây, cái niền nè. Đó, cái niền nó đẹp cỡ này. Đó, niền nó đẹp cỡ này thì các bạn hiểu chiếc xe chạy rất ít nha. Càng thắng sau đây. Đùm nè, đùm của Bensoulay luôn nha. Đây, một bộ 9 líp nha các bạn. Một bộ 9 líp, đó. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Đây, em này đi là bộ cùi đệ Shimano Sora nha. 9 líp Shimano Sora các bạn. Rồi, dò dĩa nè. Em này đi dò dĩa là đi dò dĩa FSA của Mỹ nha các bạn ơi. Hai dĩa. Dĩa lớn 50, dĩa nhỏ 34. Đó, những cái này trước khi em giao xe cho các bạn, em sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đó, vệ sinh cho sạch sẽ em sẽ giao nha. Đó, chứ em không để giao, vệ sinh sạch sẽ. Em mới canh chỉnh hết rồi. Canh chỉnh vô mở bỏ hết rồi các bạn ơi. Nó còn những cái lặt vặt này để em vệ sinh rồi em giao cho các bạn nha. Đây, sang dĩa là của Shimano Sora các bạn. Nó rất đẹp luôn.
thì tổng quan con Bensolai rất đẹp các bạn. Rồi. Đây. Màu trắng ngọc trai rất đẹp luôn, một con xe cộ. Đây, rồi em quay tới bên đây nha các bạn ơi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái nước sơn của em đó không? Còn rất mới luôn các bạn ơi. Đó, không chạy xước luôn nha. Không chạy xước luôn, càng của em đó nè. Một chiếc xe rất là chất các bạn. Cái càng này thiết kế rất là đẹp nha các bạn. Cái càng thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái càng sau thiết kế cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn cái càng nè. Đó. Rất đẹp luôn các bạn ơi, dò dĩa FSA của Mỹ. Rất đẹp nha các bạn. Rồi, để em quay cái chống lại em test cái độ chớn nó cho các bạn xem thử nha. Ở đây nó bị dướng cái chống các bạn ơi. Đây. Đó. Chớn đi ngon các bạn. Cực kỳ ngon luôn nha các bạn ơi. Đó, chớn đi cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Đó. Các bạn coi cái niệm, cái niệm còn cực kỳ mới luôn. Đó. Cái niệm mới cỡ này thì ngại gì mà không chốt chiếc này các bạn ơi. Ngại gì mà không chốt chiếc này. Chiếc xe cực kỳ mới luôn. Đó, em để cho bạn các bạn chiếc này giá rất hợp lý, 10 triệu em bao ship nha. Chiếc này em để 10 triệu em bao ship các bạn ơi. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Đó, trước khi giao cho các bạn em sẽ vệ sinh lại một lần nữa nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Đó, rồi các bạn nào thấy hôm nay xe đẹp, xe ok cho em xin nút like, nút chia sẻ nha, nút đăng ký dưới góc phải màn hình đi này, nút màu đỏ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh nha để theo dõi Hiếu các bạn ơi. Đây. Tiếp theo là con Louis Gainer. Size của em này là size 4652. 4652 từ mét 6 tới mét 7 chạy rất đẹp nha. Rồi, em này đi một bộ tay lắc của Shimano Tuning nha các bạn. Đó, em này đi bộ tay lắc Shimano Tuning và em này giá rất rẻ nha. Các bạn, em giới thiệu xong sẽ báo giá cho các bạn. Đó. Em này em để giá rất rẻ luôn, CR07 nha các bạn. Em này mang một màu vàng. Đó. Em Louis Gainer, cái thương hiệu xe rất là nổi tiếng nha các bạn ơi. Thương hiệu xe này thương hiệu của Canada và rất là nổi tiếng nha các bạn. Khung nhôm. Em này em khung nhôm nha các bạn. Rất đẹp luôn các bạn ơi, khung nhôm càng thép nha các bạn. Đó. Cái càng thắng của Shimano Techo. Vỏ là 723C. Niền niền nhôm 2 tầng tâm inox nha các bạn ơi, tâm inox đùm mã đồng của Louis Gainer luôn nha. Đó. Cốt yên công tăng đều là màu trắng luôn các bạn. Cốt yên công tăng đều là màu trắng luôn, rất đẹp, rất đồng bộ. Đây yên zin theo xe. Không, yên này là yên em thay lại nha. Xin lỗi các bạn nha. Yên nè, yên thể thao em thay lại. Đó. Cặp vỏ nè, cặp vỏ 723C, cặp vỏ của Daily em cũng thay lại cho các bạn nha. Cặp vỏ của Indo nha các bạn. Niền nè, rất đẹp luôn, tâm inox các bạn ơi. Đó. 2467. Em này đi 7 lít nha các bạn. 7 lít Shimano Tuning nha các bạn. Hai dĩa các bạn ơi, hai dĩa. Shimano Tuning dầu dĩa FSA của Mỹ nha các bạn. Nó rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nào mới tập chơi xe road thì lấy con này về chơi ngon nha. Đó. Đây, tổng quan con xe đây. Tổng quan con xe rất đẹp. Rồi, con này để cho các bạn giá 8 triệu nha các bạn. 8 triệu em bao ship cho các bạn ơi. Đó. Từ mét 6 tới mét 7 chạy đẹp nha. Nó con này cái hình dáng của con này nhìn rất đẹp các bạn. Cái hình dáng con này nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu vàng này kêu màu vàng cam rất đẹp nha các bạn, rất nổi. Đây, đây mặt bên đây nha các bạn. Louis Gainer CR07 rất đẹp luôn, tem mát ha. Tem mát của em nó còn rất nhiều, rất đầy đủ, đó. Rất đẹp nha các bạn. Louis Gainer đây các bạn, một thương hiệu xe của Canada. Đây, tem mát của Nhật. Dán đầy trên xe luôn các bạn ơi. Tem cảnh sát đi, tem của công ty bán xe dán đầy luôn. Đó. Chân chống nhôm zin theo xe, cái chân chống này, rất đẹp luôn. Đó. Dò dĩa FSA của Mỹ, dò dĩa cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đó. Xe này đã kiểm tra bảo dưỡng hết rồi các bạn. Đùm mã đồng nha. Đó. Các bạn mới tập chơi ngại gì không lấy con này nha. Giá 8 triệu. Em bao ship nữa. Và các bạn mua xe của em cũng đã biết rồi, em Hiếu bán xe lúc nào em Hiếu cũng tặng cho các bạn những món đồ chơi theo xe hết nha các bạn ơi. Đó, đây các bạn, em quay em sơ một cái. Đây, lúc nào em Hiếu cũng có tặng đồ chơi cho các bạn nha. Bán xe các bạn là tặng kèm hết nha. Gọng nước, bình nước, đó, ống bơm đầy đủ. Đây, đèn trước, đèn sau, trắng bùn đầy đủ nha. Đó,
lúc nào em Hiếu bán xe em Hiếu cũng tặng cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm về linh kiện theo xe, cứ yên tâm nha các bạn. Các bạn chỉ việc chốt thôi, thì những cái đó là để em Hiếu lo nha các bạn ơi. Đó. Rồi cuối cùng là em sẽ lên cho bạn một con Ford. Con Ford này của Nhật nha các bạn. Đó, thương hiệu của Nhật Bản các bạn ơi. Đây. Đặc biệt con này là đi bộ tay số vàng. Chuông còn luôn các bạn ơi. Đây, phản quang zin theo xe. Đó, em này xài bộ tay số vàng nha các bạn. Rất nhẹ nhàng các bạn. Đó, con này học sinh chạy rồi đó, rất ok nha. Hai cái bác cái chú lớn tuổi á, nó xài số vàng cho nó ok nha. Rất đẹp luôn, bộ tay số vàng của Shimano. Đó. Tay lái nè, công tặng nhôm các bạn ơi. Đó, em này em khung nhôm các bạn. Rất đẹp, em này màu kêu là màu cánh gián các bạn. Đó. Giá rất rẻ nha, 6061 nhôm. Đó, em này giá rất rẻ. Rồi các bạn theo dõi thì em sẽ báo giá cho. Càng thì càng thép nha các bạn ơi, càng thép nè. Đây là chạy mấy cái lớp ni lông nha các bạn ơi. Nó bị chất mấy lớp ni lông chứ không phải chạy nha các bạn. Vỏ nè, vỏ là 728C các bạn. Niền nhôm. Vỏ 728C niền nhôm, tâm inox sơn tĩnh điện, đùm nhôm. Rất đẹp luôn. Ford là một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật nha các bạn ơi. Đây, yên zin theo xe luôn các bạn ơi. Đó. Em Touring thì mấy ngày nay em bán xe cũng cao tiền, hôm nay em sẽ về, em về được một con giá cũng dễ chơi. Đó, các bạn mua về tập thể dục nè, niền sau. Đó, niền bản cao nè các bạn ơi, 728C nè. Niền bản cao, niền cao 3,5 nha. Đó. Rồi em đếm clip 2 4 6 6 clip nha. Em này đi 6 clip Shimano. Đó, 6 clip Shimano, dây sơn zin theo xe. Ba dĩa các bạn ơi. Shimano Tunay TX. Đó, ba dĩa, 6 clip nha các bạn ơi. Rất dễ chơi nha các bạn. Rất dễ chơi. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Rồi, quay tới mặt bên đây nha các bạn. Đây các bạn ơi. Chân trống zin theo xe luôn các bạn ơi. Đó. Xe màu cánh gián rất đẹp luôn. Khung nhôm càng thép các bạn ơi. Đó, những cái này là những lớp ni lông nha các bạn, những lớp ni lông nè. Những lớp ni lông bảo vệ của Nhật Bản nha. Vẫn còn luôn, không có chạy nha các bạn, những lớp ni lông. Rất đẹp luôn, xe rất đẹp các bạn. Đó, em quay rất chi tiết rất rõ nha các bạn. Em quay rất chi tiết rất rõ. À, chỗ nào đẹp thì em sẽ quay rõ và chỗ nào chưa được đẹp em cũng sẽ quay rõ cho các bạn để các bạn tham khảo nha các bạn ơi. Đó. Rồi tổng quan. Em sẽ quay tổng quan đây. Đó. Một con Ford màu cánh gián nha các bạn. Rồi con này để cho các bạn giá 6,5 triệu nha, 6,5 triệu em bao ship cho các bạn ơi. Đó. Đây, hôm nay em có lên 3 xe các bạn. Đó, 3 xe rất đẹp luôn. Các bạn có quan tâm xe nào thì đừng ngại mà nhấc máy điện thoại lên alo cho em 0975158337. Đó cũng là số Zalo luôn của em luôn nha các bạn. Đó, 3 chiếc rất đẹp luôn các bạn ơi. Và các bạn mua xe của em thì các bạn cứ yên tâm về những phụ kiện theo xe. Thì đây, những phụ kiện theo xe có đầy đủ hết luôn các bạn ơi. Đó, các bạn mua xe cứ yên tâm. Đó, đầy đủ, đồ chơi hết luôn. Em sẽ tặng kèm các bạn. Đó, các bạn đừng lo về những món phụ kiện theo xe nha. Các bạn chỉ việc chốt xe còn lại để em xử lý cho các bạn ơi. Đó, 3 chiếc rất đẹp luôn. Đó, con Mesolite này em tâm đắc ghê các bạn ơi. Đó, con Mesolite rất đẹp nha các bạn. Đó, những tem rần ri nhìn rất là cứng cáp luôn các bạn ơi. Rồi, clip cũng đã dài các bạn. Các bạn nào quan tâm chiếc nào alo em nha, 0975158377. Rồi các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi em Hiếu nha. Rồi em Hiếu có về những chiếc xe đẹp các bạn sẽ không bỏ lỡ nha các bạn ơi. Rồi, em cũng xin kính chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở những video clip sau. Xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.